Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Vũ Linh mắc bệnh nặng ở tuổi U70, có cả khối U lớn phải nghỉ ca hát. Vũ Linh được xem là ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Trong suốt sự nghiệp nam nghệ sĩ đã cống hiến cho nền dân khấu cải lương nhiều vừa tuồng huyền thoại. Trước đó giọng ca sinh năm 1958 mắc bệnh phải bỏ hát nhiều năm liền, đến hiện tại sức khỏe của Vũ Linh cũng không được tốt hơn là bao. Trên trang cá nhân của Thoại Mỹ vừa chia sẻ loạt ảnh sàn nghệ sĩ Cải Lương hội tụ tại nhà Vũ Linh để thăm bệnh nam nghệ sĩ. Dù sức khỏe không tốt nhưng gương mặt của nam nghệ sĩ vẫn rạng rỡ và đặc biệt trẻ trung hơn tuổi thật trong hình ảnh có thể thấy ở cổ vũ linh có u lớn tuy nhiên phía gia đình không cho biết ông mắc bệnh gì thoại mỹ viết thương chị lệ thủy quá chị mới từ úc trở về việt nam nghe tin anh vũ linh bị bệnh chỉ biểu phải đưa chị đi thăm anh liền thế là mấy chị em xông vào nhà để thăm anh mình xót xa quá anh đang đau rất mệt nhưng chị lệ thủy chị thoại miêu anh hoàng song việt Mỹ và Võ Minh Lâm kể chuyện xưa, chuyện đời, chuyện nghề. Cùng nhau trò chuyện đã khiến anh vui vẻ nhớ lại những kỷ niệm và quên đi cái đau, cái mệt. Trong thời gian nghệ sĩ Nam X bệnh nặng, Bình Tinh là người chăm sóc. Thoại Mỹ nói thêm, con gái Bình Tinh dù nhỏ xíu nhưng rất nhanh nhẹn, chăm sóc ba rất là cẩn thận, chu đáo. Cảm ơn con nhiều lắm nha Bình Tinh. Tình nghệ sĩ chúng em là ở chỗ này nè luôn yêu thương và đủng bọc lẫn nhau. Cầu nguyện cho anh Nam Vũ Linh mau hết bệnh để tiếp tục phục vụ quý khán giả. Biết bao tình thương yêu của mọi người dành cho và đang trông chờ anh. Cố gắng lên nhé tình yêu của em ơi. Tình hình sức khỏe hiện tại của Vũ Linh cũng không được tốt, nam ca sĩ mắc nhiều bệnh tuổi già, nhưng may mắn có con cháu bên cạnh chăm sóc. Nam nghệ sĩ Nam X không có vợ con nhưng được con nuôi và các cháu chăm sóc tận tình khi về già. Xuất hiện trong chương trình cách đây không lâu, Vũ Linh tâm sự về tình hình sức khỏe, thời gian qua, sức khỏe của tôi không được đảm bảo nên 2 đến 3 năm qua bác sĩ không cho diễn. Bây giờ, tôi khỏe lên nhiều rồi. Tôi xúc động vì 3 năm không đi hát với tôi là một khoảng thời gian rất dài. Tôi trở lại vì nhớ đồng nghiệp, ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả. Nghệ sĩ Vũ Linh sinh năm 1958 tại Sài Gòn. Tên thật là Võ Văn Ngoan mọi người thường gọi anh bằng cách tên thật mật là anh Năm. Gia đình anh có 6 chị em và ngoài Vũ Linh, còn có hai người em khác theo nghề là nghệ sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ Tiểu Linh. Năm 2019, Vũ Linh mắc bạo bệnh, nam nghệ sĩ đã phải nghỉ hát để điều trị. Vừa qua giọng ca 5X nhận hát show vì quý tình đồng nghiệp với Hồng Nga. Ngoài bệnh đường ruột, Vũ Linh còn mắc vấn đề về cuộc sống, không thể đứng thường xuyên. Trong ngày đến thăm người bạn cũ, nghệ sĩ Lệ Thủy cũng có mặt để động viên sức khỏe đồng nghiệp. Hơn đồng nghiệp 4 tuổi nhưng gia đình có con cháu chăm sóc, quan tâm nên giọng ca vàng của làng Cải Lương vẫn giữ được hình ảnh xinh đẹp và sức khỏe tốt. Trước đó, nữ nghệ sĩ còn được con trai đầu tư sản xuất chương trình hồi ký. Kể lại những kỷ niệm vui buồn trong quá khứ, nữ nghệ sĩ cho biết thời điểm Huy Hoàng nhận các xe vài chục cây vàng nghệ thuật cải lương ở thời điểm hiện tại cũng không còn hưng thịnh thế nên những vở tuồng cũng không còn phát triển bên cạnh đó lớp nghệ sĩ gạo cội đã quá tuổi nhưng lại khá ít giọng ca kế nghiệp nghệ sĩ vũ linh bén duyên với sân khấu ngay từ nhỏ anh học nghề với thầy văn vĩ và được thầy đặt cho nghệ danh hùng tuấn linh sau này anh mới đổi tên thành vũ linh anh là người trải qua thời hoàng kim nhất của sân khấu cải lương với các vở diễn như hòn vọng phu Dũ áo bụi đời, bức ngôn đồ Đại Việt, cô đào hát, lương sơn bá. Năm 1972, anh theo đoàn hát đồng ấu hoa thế hệ đi lưu diễn ở các tỉnh. Một thời gian sau về hát cho gánh hoa anh đào kim trưởng và gặp được Diệu Hiền, nghệ sĩ Trương Ánh Loan, hai người này đã thương mến anh như con em trong nhà và tận tình chỉ dẫn. Vào thời điểm ấy, Vũ Linh là kép chính lừng lẫy của các đoàn hát nhiều cô đào cải lương đóng cùng với anh đều trở nên nổi tiếng từ Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Phượng Mai, Thoại Mỹ. Đều thành công nhờ và đóng cặp với anh. Tên tuổi của Vũ Linh phủ sóng các sân khấu vào thập niên 90, anh góp mặt vô số các tuồng tích lớn nhỏ. Ngoài ra, Vũ Linh còn giành được nhiều giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp như Hạng nhì trong 10 diễn viên được ưa thích nhất trong năm 1989 hạng nhất trong 10 diễn viên được ưa thích nhất trong năm 1990. Huy chương vàng giải triển vọng Trần Hữu Trang năm 1991. Huy chương vàng giải xuất sắc Trần Hữu Trang với trích đoạn bức ngôn đồ Đại Việt năm 1995, giải mai vàng năm 1999. Dù nổi tiếng với nhiều vai diễn cùng các cô đào trên sân khấu, nhưng ngoài cuộc sống anh lại có đời sống tình cảm khá lận đận tình đầu của vũ linh là một thiếu nữ xinh đẹp con nhà giàu tuy nhiên bố mẹ nhà gái phản đối nên cả hai đành chia tay trong đau khổ rất lâu sau đó anh mới có mối quan hệ mới với cô gái ở gần nơi đoàn diễn cả hai sống với nhau như vợ chồng họ có cậu con trai nhỏ nhưng đến khi ba tuổi cậu bé bị bệnh chẳng may qua đời anh đau đớn và tìm đến rượu để vơi bớt phần nào sự mất mát sau hai cuộc tình chắc trở vũ linh đã từng yêu và tính đến chuyện kết hôn với nghệ sĩ thanh thanh tâm nhưng cuối cùng cả hai lại chia tay trong im lặng mặc dù được nhiều cô đào nổi tiếng tài sắc thương thầm nhớ trộm nhưng anh vẫn không đón nhận ai đến cuối cùng nghệ sĩ vũ linh vẫn chọn cuộc sống độc thân anh từng trải lòng tôi đã từng vướng vào nó khi nhiều chuyện buồn trong đời ập tới mẹ tôi qua đời người yêu đầu đời rời xa vì chê kép hát tỉnh đã khiến tôi chôn vùi cuộc đời và sòng bạc. Để có tiền trả nợ, tôi nhận quay phim video cải lương, mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ, còn lại thì giam mình trong phòng thu rồi ra phim trường. Tôi muốn làm lại từ đầu, rũ bỏ tất cả những ký ức đen tối. Lúc đó, tôi mới thấm câu nói của ông bà, thắng bản thân mình thật khó. Nghệ sĩ Vũ Linh đã thoát khỏi những cám dỗ bài bạc bằng sự dạy dỗ nghiêm khắc từ người thầy của mình. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền. Nghệ sĩ Cải Lương Vũ Linh là người khá kín tiếng với truyền thông. Ở tuổi 62, ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng chọn cách lui về hậu trường và hỗ trợ cho thế hệ trẻ. Anh được rất nhiều nghệ sĩ biết ơn và quý trọng vì sự tận tâm làm nghề. Không ít lần Vũ Linh đã giúp đỡ những nghệ sĩ trẻ trong các vở diễn. Phương Hồng Thủy từng gọi Vũ Linh là người mình thương. Hiện tại, nghệ sĩ Vũ Linh đang sống tại quận Phú Nhuận. Thành phố Hồ Chí Minh cách đây vài năm, nam nghệ sĩ đã từng trải qua một cơn bạo bệnh nhưng may mắn qua khỏi. Vũ Linh cũng đi làm từ thiện ở nhiều nơi nhưng không công khai với báo chí. Anh từng tâm sự, trải qua bao nhiêu thăng trầm, có lúc tên tuổi bị lu mờ do nhiều hoàn cảnh. Tôi nghiệm ra rằng cuộc sống luôn ban cho mình nhiều cơ hội, con người cần làm việc có ích cho cộng đồng, đó là điều còn lại mãi với thời gian cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại